Lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2023 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 3 với nhiều hoạt động sôi nổi. Đây là dịp để huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc, tiềm năng du lịch của huyện đến với du khách. Tại lễ khai mạc ngày 4 tháng 3 sẽ công bố kỷ lục Guinness Việt Nam, tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam. Đây là dịp để huyện Na Hang thu hút khách du lịch, đồng thời giới thiệu quảng bá văn hóa vùng miền đến với du khách, kích thích nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm ô cốp, hàng hóa của địa phương. Là nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao Đỏ tại Lào Cai, nghi lễ nhảy lửa thường diễn ra vào tháng Giêng hàng năm. Hiện nay, nghi lễ này đã được một số địa phương lựa chọn là sản phẩm du lịch để trình diễn, giới thiệu tới du khách. Theo tín ngưỡng của người Dao Đỏ, nghi lễ nhảy lửa thường được tổ chức tại nhà thầy cúng có thờ thần lửa. Tham gia nghi lễ là những thanh niên trai tráng từ 12 tuổi trở lên. Trong mỗi lần nhảy lửa, thường có từ 1 đến 2 thầy và từ 5 đến 20 trò. Mở đầu là nghi lễ cúng lễ, xin phép tổ tiên, thần linh cho dân làng được tổ chức lễ hội. Rồi đến nghi thức cúng gọi thần linh nhập vào các trò để tham gia nhảy lửa. Mời sư phụ thần linh, thần lửa đến du xuân, phù hộ cho thầy dẫn dắt các trò nhảy lửa. Cầu tài phúc, cầu lộc, cầu thái dân an, cầu là mọi mùa thuận gió hòa, là mọi người là bình an. Bảo tồn phát huy nhưng cần quảng bá đến với du khách, đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước để thấy được là cái nét văn hóa truyền thống tốt đẹp đó, thì từ cái việc mà giữ gìn đó thì nâng nó lên trở thành một sản phẩm về du lịch. Trong văn hóa tín ngưỡng của người Dao Đỏ có rất nhiều nghi lễ khác nhau, mỗi nghi lễ đều chứa những nét huyền bí và tính giáo dục hướng thiện đang dần được khai mở. Lễ hội nhảy lửa là một trong những nét văn hóa tinh túy độc đáo đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đang góp phần tạo ra sản phẩm du lịch riêng có ở vùng đất cao nguyên trắng.